Xin chào anh em yêu cờ. Bạn muốn thành cao thủ tất yếu phải dành thế trận pháo đồ tam binh công bình phong ma. Video này tổng hợp những trận cờ hay của thế trận pháo đồ với những cao thủ hàng đầu thế giới như là ngoại tình lèi khách Vương Thiên Nhất, Dịch Lâm đệ nhất, Hứa Ngân Xuyên, kỳ tài ngàn năm mới có Hồ Vinh Hoa, kỳ thánh Lý Lê Quần. Với mong muốn sẽ giúp anh em nâng cao kỳ nghệ. Mấy năm gần đây Vương Thiên Nhất làm mưa làm gió trên kỳ đàn, đánh đông dẹp bắc, hạ sát bao lộ anh hùng võ lâm. Từ kỳ tiên Hồ Vinh Hoa tới kỳ thánh Lý Lai Quần, những cao thủ thượng hạng đương thời như Trịnh Duy Đồng, Hứa Ngân Xuyên, Hồng Chí cũng bị anh ta hạ sát không hề thương tiếc. Còn với giới cờ giang hồ, mỗi khi gặp anh, hộ báo như là yêu đao Trình Tấn Siêu cũng không hề chịu nổi. Có lẽ chỉ có Tào Nham Lỗi anh còn kiêng nể chút Còn không anh hạ hết Đúng là Thời điểm này ai gặp Phương Thiên Nhất Cứ như là Nai nhìn thấy hổ vậy Ấy vậy mà trong cuộc sống Vẫn có những kẻ không biết trời cao đất dày là gì Lại thích vuốt dâu hùm Đây là nhân vật bí ẩn của làng cờ Hoàng Thông đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày Mới tìm ra anh Mình dám cá sẽ là rất ít ít người biết tên anh Vì anh là một vô danh kiếm khách Mình tạm gọi nhân vật bí ẩn là X-Men Anh được cầm đỏ đi tiên Chẳng ngại gì Vương Thiên Nhất Đóng đại pháo nhằm thẳng trung lộ mà ra đòn Với vẻ mặt kiêu hùng đầy lạnh lùng Nhất âm thầm triển khai lộ ma X-Men lên mã để tương lai ra xe Thấy vậy Nhất ra xe chiếm lộ đẹp ngay Sau khi X-Men ra xe nhất ép heo thế trận đã chuẩn bị từ trước thúc tam binh x men thay vì tuần nà c cũng thúc tam binh tương ứng là một lối gia quân bài bản vương thiên nhất bày bố cuộc bình phong mã để ứng phó x men cũng triển khai mã lộ biên đối phó lại nhất thúc binh biên mục tiêu đề đầu mã để tương lai cơ động lộ c 1 lúc này thay vì bày trận ngũ thất pháo như thông thường X-Men đưa xe của Hà chiếm vị đẹp Nhất đối phó khá lạ Biến thường thấy của bên đi sau Thường sẽ là lên tượng gia cố trung lộ Nhưng nhất đột ngột thoái pháo Ý đồ của anh là tương lai có thể chạy pháo 10 đấu xe X-Men thấy rằng lộ mã ba của đối phương đang hỏng Anh điều pháo vào để nhòm ngay Đây là cách gia quân bài bản và đầy tính khoa học Nhưng nhất đâu phải đậu vừa giang, anh phóng mã lên bàn hà ngăn đối thủ ra trực c thấy vậy x men triển khai chế độ hoành c lộ chín bấy giờ vương thiên nhất mới chịu liên tượng để làm giày trung lộ về phần x men anh phi chiến mã đạp bàn hà ý đồ tấn công vào tốt đầu quá rõ ràng theo tư duy thông thường vương thiên nhất nên tấn c giữ tốt đầu vì dù sao anh cũng mang thân vận đi sau nhưng với đẳng cấp của chiến thần hàng đầu, anh chẳng hề e sợ, chủ động phản công, dùng mã chiếm tốt biên và đuổi pháo ngay. men thì vô cùng bình tĩnh, chạy pháo vào lô 6 né trước một bước, lại ám phục thủ đoạn c9 bình 8 đuổi pháo của đối phương. Nhất đánh ta nâm nhung này, anh chạy pháo qua lộ 8 để mời đấu c và ngăn đối thủ ra trực c trong tương lai. men thấy rằng nếu tham ăn c và tốt. Nhất sẽ có chiêu Điều pháo qua đuổi xe ngay Căn bản nước cờ ăn tốt Xe là lợi bất cập hại Vì thế trong thực chiến X-men đấu xe ngay Đúng như dự liệu Nhất ăn mã về Nhận thấy tốt đầu đang hớ anh X-men dùng pháo nã thẳng tốt đầu Đúng ra Thì nhất nên đi C 4 tuần 5 Sau này sẽ tiện đường ra xe Tuy nhiên Do mải ngắm em đường đan đang thi đấu ở gần đó Vô tình nhận đi sĩ 6 tiếng 5 Khiến em xe bị mua đồ tác kinh Còn em mã lộ 8 lại trở thành điểm công kích trong tương lai Đúng là anh hùng gặp gái cũng bị hoa mắt đi nước cửa yếu Là một cao thủ xuất thân từ giới giang hồ kỳ đạo Hitman đánh vô cùng bay bổng Anh điều pháo qua lâu một Ý định vần lên, bắt tốt biên và cắm xuống đường đáy. Đây là nước cờ khai thác đúng vào điểm yếu liên sĩ của ngoại tình lai khách. Vương thứ nhất táo hỏa à? vì cơ bản anh có hai hướng đối phó. Thường sẽ là lên mã bảo vệ tốt biên. Tuy nhiên không ngăn được xmen vì anh có đoàn rất hay. Dùng pháo ăn qua tốt biên, tương lai vẫn cầm đáy. Đây là đoàn đánh cực kỳ hung hiểm. Khi đó, buộc bên đen phải tiêu diệt pháo Đỏ ăn pháo lên Để chống đỡ với nước cờ cam đáy Có lẽ đen về sĩ là nước cờ hợp lý nhất Nhưng đỏ có thủ pháp C9 bình 6 chiếm độ đẹp Về căn bản bên đỏ vẫn yêu lớn Vì các cây ở vị trí chiến đấu Trong khi đó xe cổ đen vẫn chưa ra Các cây cổ đen túm tụ khó phát triển Quay lại với thực chiến ban đấu Vương thứ nhất thăng gấp xe lên để đuổi pháo. X-men đánh vô cùng chân phương, đúng theo kiểu năng nhặt mà chặt bị, cứ làm em tốt biên, lại dọa đuổi xe luôn. Vương thứ nhất đã leo lên lưng cọp, đành phế tốt để cơ động lô xe. X-men nhẹ nhàng ăn tốt qua sông. Nhất bị đối phương dội cho vài gáo nước lạnh. Anh thầm nhủ, cha nội này dùng sốc quê hay sao mà đánh mình không thở nổi. Lúc này đây Nếu anh liều mình ăn tịnh lên Sẽ dính phi đao ngay X-men có thủ pháp Cám pháo xuống tiền ấy, Đang phục đoàn chạy xe từ lộ 9 Qua lộ 2 để bắt mã Khi đó đen phải điều xe qua Để giữ mã Nhưng bên đỏ vẫn có đoàn hay Trước tiên chạy xe qua để bắt tượng Đen có thể về tượng tạo quan Bên đỏ vẫn còn đó Một đòn đánh rất sâu Đó là pháo một bình năm tấn công vào lộ tượng ngay vì nếu đen có thoái xe bảo vệ tượng đỏ vẫn có đòn phế thẳng váo vào tượng đợi cho đen ăn xe vào thì đỏ dùng xe ăn tượng và chiếu tướng lúc này bên đỏ bắt được cơ số quân bên đen vỡ trận khả năng thua rất cao có lẽ rằng với đẳng cấp của ngoại tinh lai khách vương thiên nhất cũng tính ra những độc chiêu đó vậy nên thực chiến anh chạy xe qua để giữ chặt quân mã x men đánh như liên đồng Cắm pháo trầm đáy ngay Nhất cố gắng dây ruộng Thăng pháo tuần hà để bắt tốt xmen đại thế đang có Cắm tốt đuổi xe Vậy là xe cổ nhất Lại phải chạy tê khói Anh phi lên đuổi lại quân mã xmen vô cùng bình tĩnh Điều xe qua lộ 4 Giữ chặt quân mã của mình Nhất thấy rõ sự nguy hiểm Của quân tốt đỏ trong tương lai Anh thoái xí về phòng thủ sân nhà lại có thể dễ dàng điều pháo hậu qua hỗ trợ cánh trái trong tương lai. Dường như X-Men đã đọc được suy nghĩ của Nhất. Anh thăng xe lên, bảo vệ chặt hai quân tốt lộ 5 và lộ 1. Đúng là nước cờ, đinh trường sơn, chắc chắn và không hề có khe hở. Thông thường, Vương Thiên Nhất hay hành tỏi người ta, đó các bạn. Vậy mà hôm nay, anh bị đối thủ hành cho ra bá cảm giác vô cùng khó đi, đành lòng lên sĩ phòng thủ sân nhà. X-Men tạm dừng tấn công, phi tượng làm giày trung lộ rồi tùy tí cơ tính sau. Nhất chạy pháo vào lộ 3. X-Men chẳng cần quan tâm, điều tốt áp sát giết hầu của Nhất. Lúc này Nhất phi chiến mã lên, có lẽ anh đang tìm cách lao mã lên lộ 8 nhằm đấu quân đơn giản hóa thế trận. X-men lại bắt bài nhất Nhảy ngựa đi đầu mã lộ 7 Thế mới quái Mã lại đổi xe Hay quá Phục mục tiêu lớn Cắm tốt xuống Và sẵn sàng phế tốt lấy thế công Đúng là Một nước nhảy mã quá diệu kỳ Đứng trước những đoàn tấn công Liên miên bất tận Từ X-men Nhất đành lòng thoái xe về tuyến đáy Có lẽ anh đang tính đoàn Thoái mã về biên để dùng xe tiêu diệt pháo đáy nếu như là Shockwave quê sẽ khuyên xmen cứ thúc thẳng tốt xuống mà ra đoàn vì đang có xe hộ công nếu bên đen ăn xi lên dùng xe ăn xuống họ thoái pháo về đuổi xe thì xe tấn một đuổi lại pháo họ có lên sĩ thì thoái xe về để sau này có thể điều qua lộ 8 và đuổi pháo về cơ bản thế công của bên đỏ rất lộng và vẫn ưu thế lớn hoặc như bên đen không ăn xí lên mà thoái mã về lô 9 để dùng xe bắt pháo đỏ cứ nhẹ nhàng cắm tốt xuống nếu đen dùng xe ăn pháo đỏ có đoàn dùng mã diệt tượng lại phục đoàn nhảy ngoà tàu thế công của bên đỏ vẫn rất mạnh đen có quân xe và mã ở góc khó di chuyển sau này kiểu gì cũng mất lại mà thôi tuy nhiên x chơi bằng năng lực của mình mặt khác anh hiểu rằng Vương thứ Nhất đánh trung tàn vô cùng ghê gớm Vậy nên anh mạo hiểm có khi mất ưu thế Đây cũng là suy nghĩ rất phù hợp Vì không phải cứ ưu thế là có thể chiến thắng Trong cờ tướng có nhiều điều bất ngờ Trong thực chiến ban đầu anh thoái pháo về trước Đang phục mục tiêu có thể chuyển làn đóng vào trung lộ rất nhanh chóng nhất xe 8 tấn 7 Ý định nếu đóng pháo đầu ta diệt pháo ngay. X-men lại tiếp tục cắm pháo xuống tuyến đáy. Nhất tung ra nước cờ thoái mã rất quái. Lại dùng xe bắt pháo. Phục đoàn thoái xe về bắt pháo đáy. Đi xong nước này. Nhất vinh mặt và vô cùng đắc ý. Đứng trước sự lý lượng của ngoại tinh lai khách. X-men thầm nghĩ nếu mình không tung ra những đoàn đánh chí mạng. e là không khuất phục được tay này đâu Anh trầm ngâm suy nghĩ Cuối cùng đả thông kinh mạch Đi nước cờ cực kỳ táo bạo Tốt 4 tấn 1 Sẵn sàng phế pháo và phế tốt luôn Đây là nước cờ 10 cụ xơi tôm của X-Men Nước phóng tốt Quả là hào khí ngút trời Khiến khán giả bên ngoài Thăng hoa cảm xúc dâng trào Vì màn phế pháo rất bá đạo Trước một cao thủ hàng đầu thế giới Về phía Vương Thiên Nhất mặt anh xanh như là đi đếch vì nếu ăn xi lên đối phương ăn xe xuống lại dọa bắt nốt xi đáy khi đó không thể tham mà ăn pháo chỉ còn cách thoái xe về phòng thủ mà thôi nhưng đâu có thoát vì bên đỏ có quân mã cứng mạnh sẽ lập tức hô thần nhập tượng lại dọa chiếu ngoài tàu khi đó chạy pháo thì cũng dở còn ăn tượng lên bên đỏ xe ăn thẳng xuống xi tướng không thể ăn ra, xe chẳng thể ăn vào. Bên vương thiên nhất dính đòn và á hự ngay. Tóm lại, đoàn tấn tốt quả là thần thánh và là bước ngoặt của trận đấu này. Trong thực chiến ván đấu, vương thiên nhất chẳng còn cách nào hơn là ăn pháo mà thôi. Chỉ chờ có vậy, X-men hô thần nhược tượng. Để tránh bị chiếu ngoả tàu, nhất phải che pháo. X-men đưa tốt áp sát tử cung của nhất vậy là sát cuộc đã cận kề rồi nhất thầm nghĩ ta là đệ nhất cao thủ đương thời đứng trước kẻ vô danh tiểu tốt như là x men đâu để nhục thà chết chứ không thèm hy sinh anh chạy xe ra ngay x men lập tức thi triển Chữa hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nhằm thẳng cửu cung mà ra đòn đòn đánh quá trực diện và bẽ bàng khiến vương thiên nhất chua cay mà an sĩ si về chỉ đợi có thế x men phi xe chầm đáy bắt ngay em sĩ và chiều tướng nhất đành lòng thượng mã phong x men tung ra đoàn móc hậu cực kỳ gắt nhất ôm đầu mà xuất tướng x men phi mã qua lộ sáu chuẩn bị thoái xe và hỏi sát có lẽ để chống đỡ vương thiên nhất chỉ còn cách phi tượng lên đường biên nhưng x men chỉ cần chạy xe qua và chiếu tướng đồng thời làm ngay MC chắc chắn là giành chiến thắng. Tóm lại, các bạn đang quan tâm X-Men là ai? Đó là một cái tên cực kỳ xa lạ với làng cờ Việt Nam. Anh ta tên là Kha Thiện Lâm, một tay cờ nghiệp dư. Tuy nhiên, theo thông tin từ vỉa hè cho rằng Y là cháu đời thứ 10 của AK và Vi Tiểu Bảo đó các bạn nên đường cờ rất là cao nếu ai đó nói rằng hồ vinh hoa là thiên tài cờ tướng phải 1.000 năm mới xuất hiện thì dịch lâm đệ nhất cao thủ hướng ngân xuyên cũng là bậc kỳ tài trăm năm mới có về kỳ tiên hồ vinh hoa ông luôn bá đạo trên từng hạt gạo đường cờ ảo diệu thiên biến vạn hóa tựa như là môn võ vạn kiếm quy tông của vô danh kiếm khách về hướng ngân xuyên thì đơn giản mà nhẹ nhàng phỏng theo nguyên tắc nước chảy đá mòn giống với môn võ thái cực quyền của trương tam phong nhẹ nhàng mềm mại nhưng đầy quyền uy vậy nếu hai cao thủ này gặp nhau thì sao tất yếu sẽ là trận đấu trời long đất lở chấn động địa cầu và trận cờ hôm nay sẽ là như vậy anh em có thể thấy những đường cờ ảo diệu chạm tới đỉnh cao của kỳ nghệ để không mất thời gian Mời anh em cùng bước vào trận đấu Được cầm tiên thủ Hứa ra thi triển trung pháo Ý đồ muốn đánh phủ đầu ngay lập tức Hồ Vinh Hoa bình tĩnh Khởi động chiến mã Bảo vệ trung lộ của mình Hứa nhanh chóng xuất động lô mã Ở chiều ngược lại Kỳ tiên ra xe rất nhanh Hứa ra xe lộ hai ngay Với những bậc kỳ tài như Hồ Vinh Hoa Thập bát ban võ nghệ Món nào cũng tinh thông Ông áp dụng thủ pháp lấy tính chế động bảy trận bình phòng mã Hứa nhanh chóng tấn tam binh là lối chơi thịnh hành nhiều năm trở về đây Kỳ tiên đối phó lại bằng hướng tam binh Hứa ra phi chiến mã lên đường biên Như mình đã phân tích Bên hậu có nhiều nhánh đỡ Ngày nay thường là phương án binh 1 tấn 1 Tuy nhiên phương án lên tượng cũng được nhiều danh thủ sử dụng Nhận thấy lộ tốt 7 là điểm yếu hứa phóng pháo quá hà dự định vượt tốt trong tương lai ngày nay bên đi sau thường có xu thế thúc tốt bên liên để tùy theo hướng gia đoàn của bên đỏ với ý đồ chính phản công theo đồng biên ngày xưa các danh thủ có xu thế thúc tốt lộ bảy để mới đấu đó cũng là cái cách hồ vinh hoa sử dụng rất nhanh chóng hứa ăn tốt qua sông kỳ tiên ăn tụng lên với cách đấu quân kiểu này, lộ tượng của bên hậu không được đẹp cho lắm. Đó cũng là một nhược điểm nếu bạn định dùng hướng này. Nhận thấy trung lộ có phần chống trải với sự am hiểu về bố cuộc, hứa ra phóng ngựa hí vang sông núi lao lên bàn hà. Ý đồ của anh sau này sẽ đi pháo 8 bình 7 đề đầu mã để tiện đường mã 4 tấn 6. Về mặt bố cuộc bên đen có hai cách đỡ như trong mình hướng đỡ thứ nhất cần phải kể đến đó chính là thoái tượng làm dày trung lộ qua nghiên cứu của mình nếu hậu đi theo hướng này tỷ lệ thắng của bên tiên lên tới 70% cách tấn công C là pháo 8 bình 7 phục đoàn lang ma qua lội 6 tất nhiên đen cũng có thể phản công bằng phương án tuần nào pháo lại phục đoàn ma 7 tấn 8 đuổi xe ngay nhưng nước cờ mạnh nhất của bên đỏ Chính là C2 tân 6 Chiếm vị đẹp Phục chiêu C2 bình 3 Tấn công vào lộ ma Ép bên đen phải lao ma lên Và đuổi xe Lúc này đỏ sử dụng chiến pháp Cô đi cô lại về Nhẹ nhàng thoái C3 nấc, Giữ nguyên vị đẹp cô trận địa của đối phương Tình thế của đen là khó đi Nếu lao mã qua Để đuổi pháo Đỏ lập tức C9 bình 8 đuổi quân pháo còn lại nếu như đấu quân bên đỏ vị đẹp hơn còn như đen ra xe bảo vệ pháo đỏ có kiểu đánh thực dụng ăn ngay tốt biên ở trong hình này quân C và pháo lộ 8 của đen liên kết yếu bên đỏ các cây ở vị trí đẹp qua thực chiến của các danh thủ cho thấy rằng bên đỏ ưu thế lớn đa phần là thắng và hòa ít khi thua Quay lại với thực chiến ván đấu, Hồ Vinh Hoa nổi tiếng là người có nhiều sáng tạo trong khai cuộc. Ông cố tình sử dụng phương án mới lạ, Sĩ 4 tấn 5. Ý định sau này cơ động xe qua lộ 4 để tìm cách phản đòn Để đối phó với lối đánh huyền ảo từ kỳ tài ngàn năm mới xuất hiện, hứa ra sử dụng lối đánh thái cực quyền, nhẹ nhàng mà nàng vân đầu, cứ bình tĩnh bụp em tốt biên vừa làm mở đường cho xe lộ 9 trong tương lai nếu mà có chuyển tàn hơn tốt thì cũng chẳng được rất đơn giản mà chỉ lý phải không anh em về phần kỳ tiên ông mạnh nhất trong những tình huống đôi công nhanh chóng phóng pháo qua hà dùng mã đuổi pháo biên lối đánh vô cùng thanh thoát hứa ngân xuyên nhận thấy rằng cánh trái các quân mạnh còn chưa xuất động. Anh lập tức ra xe ngay, đồng thời đuổi pháo, nước cờ tranh tiên hợp lý. Nếu hồ ăn ma lên pháo biên, hứa nhanh chóng ăn lại quân pháo, đồng thời đuổi mã lộ 3 của đen. Đen mà chê mã thì mất tốt đầu, còn như ra xe bảo vệ mã, đỏ có đoàn hay, phế binh lộ 7 Đây là nước cờ rất hiểm, chỉ chờ đối thủ ăn tô lên, đỏ nhanh chóng pháo năm bình 7 nhòm vào lộ mã và lộ C của đối phương. Cơ hồ bên đỏ bắt chết cây, sau này chuyển tàn ưu thế, chiến thắng nằm trong tầm tay. Với đẳng cấp của mình, kỳ tiên đâu dễ để dính bẫy đó. Ông nhẹ nhàng ra C bảo vệ pháo ngay. Mưu này vừa qua, mưu khác lại tới, hứa pháo một bình ba, dọa bắt tịnh đáy trong tương lai, âm thầm phục đòn, phế xe ăn pháo, cực kỳ bá đạo. Nhưng kỳ tiên cũng rất quái Ông phóng pháo qua hà Tạo thành song pháo trên đất định Rất mạnh mẽ và đầy tính sáng tạo Lối chơi của hướng ngân xuyên Vô cùng mềm mại Uyển chuyển nhưng đầy tính sát thương Anh điều pháo qua lộ 7 Để nhòm vào lộ mã của kỳ tiên Gặp phải đòn khó Kỳ tiên thoái tượng về Tạo độ liên kết cho thế trận Đúng như kế hoạch Hứa thúc tốt lộ 7 lên Rõ ràng đen không thể ăn tốt lên vì mất mã ngay kỳ tiên nghĩ ra phương án thúc trung binh để sau này lao ma lên ngũ và rất nhanh chóng hứa ăn tốt qua sông hồ lao ma lên ngũ ý đồ bắt tốt qua sông trong tương lai hứa ngân xuyên lại có đòn hay đảo pháo y như là giang lạc nước cờ thể hiện thiên tư ở trình độ cực cao lúc này đây hồ vinh hoa dùng mã ăn tốt lập tức mất mã lộ bảy ngay. Ông tính toán và thấy rằng mình có thể thúc tốt đầu lên để mời đấu mã. Đối thủ sẽ hết vị tấn công. Nhưng hứa ngân xuyên trận này đánh vô cùng thăng hoa, lao mã qua lộ hai nhét bánh bao vào mồm, bắt kỳ tiên phải ăn. Nước cờ cao vời vợi, đi xong đòn này hứa ngân xuyên mặt sáng bừng, còn kỳ tiên mặt xám xịt, một màu đen tối đang bao phủ lên thế trận của ông vì nếu như ông ăn xe lên mã lập tức bị đối phương dùng chiêu pháo lộn vào tường tất yếu có thể ăn tượng về nhưng pháo sau lộn lên thì chỉ còn cách á hự mà thôi có thể thấy nước cờ lao ma lên cao không tưởng vì nó điểm huyệt ngay quân pháo lộ 8 của kỳ tiên giờ chẳng biết chạy sao cho hợp lý mặt khác nó còn đuổi quân mã lộ bảy đúng là một mũi tên trúng ba con chim đứng trước đòn đánh quá ảo diệu đành lòng kỳ tiên cũng phải thoái mã về đường biên chỉ chưa có thế hứa ra lập tức làm ngay em pháo ngọt như là mía lùi kỳ tiên tính toán và thấy rằng mình có ba cách để phản công như trong hình cách số ba lao mã lên đuổi pháo tất yếu họ không thể ăn ma về vì sẽ mất xe. Nhưng bên đỏ, họ chỉ cần đơn giản thoái pháo về thủ. Vậy nên có lẽ trong mình này, bên đen phải dùng ma ăn pháo. Đỏ đơn giản ăn xe vào. Đen ăn ma đỏ, đỏ tiếp tục ăn xe qua và mời đấu quân. Trung quy rằng bên đỏ vẫn hơn một quân mạnh. Chiến thắng là điều đương nhiên. Chúng ta phân tích cách số 2. Bên đen ăn xe ngay Đỏ có đòn ăn xe chiếu sau khi đen về sĩ. Đỏ lăng ma qua lộ 4, dùng pháo bắt ma tâm. Lại phục đòn chiếu ma quản tàu bên đen khó đỡ. Vậy nên trong thực chiến ván đấu, kỳ tiên đành lòng sử dụng phương án số 1. Dùng mã ăn lên tốt, phục chiêu, nhảy qua đất địch, tìm cơ phản đòn. hướng người xuyên tiếp tục tung ra đoàn quá tinh tế, đưa đại pháo lên phòng thủ từ xa nhưng kỳ tiên hồ vinh hoa đâu kém cạnh ông gấp rút thăng xe lên đuổi pháo ngay hứa thầm nhủ mình thoái pháo về khá bị động mình đang có thế tại sao không dồn ép họ nói là làm hứa vòng ma qua lộ bốn phế xe lộ hai âm mưu bắt lại xe đen khi đó tuyến phòng thủ của bên đen sẽ dễ bị lủng đúng là nước đi quá ảo xem những đòn đánh như này cảm xúc dâng trào anh em ơi trong tình thế bị ép phải để Kỳ Tiên đâu dám phế xe ăn mã vì đối thủ sau khi diệt xong quân xe quân pháo lộ 2 của Kỳ Tiên cũng khó có đường nấp với việc thu xe đối thủ lại còn quân ma biên đồng thời còn nguyên hai quân tốt e là lành ít mà giữ nhiều vậy nên trong thực chiến Kỳ Tiên đành lòng đấu xe sau khi hứa ra ăn xe Kỳ Tiên đánh vô cùng máu lửa ăn ngay em tốt đầu sau này có thể gạt ra lộ 4 để phòng thủ từ xa vì đã có ma bảo vệ nước đi khá bản lĩnh hứa ngôi xuyên thấy rằng mình hoàn toàn có thể lăng ma chiếu ngoại tàu nhưng cốt lõi mc chưa ra trận nếu ham hố lập công e là chưa phải lúc anh bình tĩnh lên sĩ si. sử dụng chiến pháp lấy tính chế động đúng với phong cách của thái cực kiếm pháp mục tiêu của anh cần thiết sẽ xuất tướng để trợ công đây là nước đi mang tính chờ đợi, ẩn nhẫn chờ thời, y như là tư mai ý năm xưa. Rõ ràng lúc này, Kỳ Tiên phải lên sĩ để phòng thủ với quân mã, chứ không thể chủ quan được. Thông thường, nếu cầm bên đỏ, chúng ta hay tư duy đến phương án lên tượng 7 tấn 5, dùng xe đột pháo, đưa thêm quân mạnh vào trận, tăng cường khả năng công sát. Nhưng nếu đi nước đó, rất có thể đối thủ sẽ tung chiêu phế tốt ăn tượng bên đỏ nếu vội vàng ăn tượng lên, xe đen ăn tượng và dư pháo. Còn như lúc nãy, một số anh em hưng phấn quá, lỡ tay ăn xe lên pháo. Đen có đoàn dùng tốt an sĩ, chiếu tướng bắt chết xe, thì đúng là bao công gây dựng cơ đồ sẽ đổ sông đổ bể hết. Trong những lúc ưu thế, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, vì thành hay bại thực ra rất gần nhau. Hứa Ngân Xuyên ở thời điểm này đang trên đỉnh cao của phong độ những nước đi của anh luôn tạo ra sự mê hoặc lòng người và nước cờ nhẹ nhàng thoái mã tưởng như là đơn giản mà không giản đơn chút nào vì quân mã vừa bắt tốt đầu có thể mở đường cho pháo 8 đóng vào chiếu trong tương lai nhìn chung quá nhiều hướng tấn công cho biên đỏ kỳ tiên chạy tốt qua để đuổi pháo chỉ đợi con tốt chạy ra hứa phi tượng lên dùng xe đuổi pháo lộ hai hoàn tất âm mưu đã chuẩn bị từ lâu đứng trước đòn hay kỳ tiên giật mình thon thót ông không dám dùng tốt ăn pháo họ sẽ có đòn hay không vội ăn pháo của ông mà đóng pháo vào chiếu đó mới là chiêu đặc sắc khi đó về tượng cũng mệt vì họ còn đó quần ma trợ công còn như ông lên sĩ họ mới ăn pháo dọa đoàn sát cuộc ông xuất tướng gia vị nào cũng đều bất ổn xuất gia vị 4 cũng khổ vì gần mồm con mã còn xuất gia vị 6 họ lao xe chiếu ông không thể lên tướng do đối thủ còn pháo ở đó chỉ còn cách phế sĩ sau khi bên đỏ ăn sĩ hình cờ bên đen cũng tan nát mà thôi ở trong thực chiến ban đấu kỳ tiên thoái xe về để đuổi quân mã của đối thủ hướng ngân xuyên có quá nhiều hướng để lựa chọn anh bình tĩnh thoái pháo một trượng giữ chặt chiến mã của mình nhường quyền ra đòn cho đối phương hồ đành chấp nhận đấu pháo hứa nhẹ nhàng bắt lại chiến pháo hồ vinh hoa thoái xe về bảo vệ sân nhà vậy là sau một hồi tranh hùng khói lửa tung bay cuối cùng hứa ngân xuyên vẫn hơn một quân mạnh anh bình tĩnh thoái pháo một trượng để có thể đóng đầu tấn công vào trung lộ kỳ tiên hồ vinh hoa nếu cố tình lao ma qua sông để tấn công cũng không ăn thua gì vì đối thủ còn đó quân Ma Biên phòng thủ được hết. Trong thực chiến, Hồ Vinh Hoa chạy xe qua bắt ma lầu 6. hướng Ngân Xuyên gấp rút điều xe vào bảo vệ chặt chiến mã của mình. Hồ nhanh chóng đưa quân mã nhàn rỗi vào trận. Hứa Ngân Xuyên đưa quân mã thứ hai lao lên tạo thành đôi ma danh cực mạnh. Thế tấn công ngày càng khuếch đại. Hồ gấp rút lên sĩ phòng thủ sân nhà về phần hướng ngân xuyên mã bảy tấn năm đuổi xe ra vị đẹp. Hồ chạy xe qua để đuổi pháo. Hứa đấu mã ngay. Các bạn thấy không? Hồ Vinh Hoa chẳng dám dùng xe ăn pháo. Đối thủ lăng mắt chiếu, bắt chết xe và thua ngay. Ông chỉ còn cách đấu quân dùng tượng ăn mã. Có thể thấy ở giai đoạn vừa qua, hứa đánh vô cùng đơn giản và cực kỳ chân phương mà khiến kỳ tiên cứ lịm dần đều quả là lối chơi đặc sắc. Chỉ có ở Khương Thái Công Nhận thấy Trung lộ có phần chống trại Hứa đóng pháo vào chiếu Hồ đưa xe vô cản Hứa hoàn toàn có thể tấn xe giữ pháo Cô chặt thế trận Từ từ sẽ chiến thắng Tuy nhiên anh chấp nhận Nhường một chiêu chạy pháo qua lộ 7 Khi ưu thế nhưng vẫn không vội vàng Từ từ tiến lên Đúng kiểu lối chơi chăn cuốn người Hồ lao ma lên lộ 6 Hứa Tấn C quản lý hàng tốt, ý đồ đối thủ chạy mã là diệt tốt ngay. Nhưng kỳ tiên cũng chẳng vừa, ông Tấn C đuổi pháo. Hà Mỹ nếu hứa ra chủ quan, vô ngay em pháo. Tất yếu hứa đầu dại, chạy xe qua lộ 8, lại phục đoàn Tấn C xuống tuyến đáy. Hồ lên tịnh để phòng thủ, hứa lao ma qua lộ 7, phục đoàn sát. Đến đây, Hồ Vinh Hoa thấy rằng nếu cố gắng chống đỡ cũng không thể đỡ được vì kiểu gì cũng mất nốt tốt miên. Với đẳng cấp của nhất lưu cao thủ nên đầu hàng thì hay hơn. Được cầm tiên thủ, Lâm Hoành Mẫn thi triển pháo đầu, tấn công trung lộ. Kỳ thánh Lý Lai Quần lên chiến mã bảo vệ trung binh. Lâm Hoành Mẫn nhanh chóng triển khai lộ mã đầu tiên. Lý Lai Quần thúc ngay tam binh, thể hiện sự chuẩn bị từ trước về mặt bố cuộc. Lâm Hoành Mẫn xuất xe chiếm lộ đẹp Lý Lai Quần cũng nhanh chóng ra xe Lâm thúc tam binh để cấp lộ Lý Lai Quần thi trận bình phong mã Sẵn sàng nghênh địch Lâm nhẹ nhàng phiến mã lên biên Về mặt khai cuộc Anh em quen nhiều với biến thể Thúc binh biên của bên đi sau Tuy nhiên Các danh thủ bên hậu cũng rất sáng tạo Họ nghĩ ra nhiều cách đỡ Khá độc đáo Và phương án lên sĩ chính là như vậy Việc lên sĩ là cách đi không chính quy và bài bản. Tuy nhiên, cái gì cũng có điểm hay của nó. Vì sẽ khiến ai học cờ một cách máy móc sẽ bị la lẫm với đoàn thế này. Trong giới cờ chính quy ít người dùng, nhưng giới cờ giang hồ rất được ưa dùng. Tiêu biểu cần phải kể đến là Ngạc Châu Sư Trưởng Lưu Tông Trạch, người đã từng du đấu phương Nam ta nhiều lần. Việc kỳ thánh Lý Lai Quần một đại tông sư của làng cờ chính quy khi sử dụng chắc chắn cũng có những điểm hay nhất định để anh em có cách nhìn ra chiều về hướng khai cục này mình sẽ phân tích thêm một trận đấu nữa giữa yêu đao trình tấn siêu và trang ngọc đình cực phẩm và để ở phía sau anh em nhớ xem hết nhé trong trận đấu này lâm hoành mẫn phóng pháo qua hà để dọa bắt sang tốt biên kỳ thánh vô cùng bình tĩnh ông liên tượng ra cố trung lộ lâm hoành mẫn sợ rằng sẽ bị kỳ thánh phóng pháo qua cô chân địa của mình nên anh ta tuần nà c kỳ thánh bình tĩnh bình pháo mời đấu c ngay vậy là chiến lược tuần nà c đã bị bể gãy lâm chấp nhận đấu c sau khi lý lại quần ăn mã về lâm hoành mẫn hoành c lộ 9 ý đồ điều sang lộ 2 tấn công vào mã của kỳ thánh Thánh cờ Lý Lê Quần nhận thấy mình có thể tấn công và lộ mã ba của bên đỏ trong tương lai. Thực hiện âm mưu đó, ông sử dụng chiến lược thúc binh biên. Lâm Hoành Mẫn vẫn âm thầm thực hiện theo kế hoạch. Điều xe sang, bắt ma biên. Nhanh như cắt, kỳ thánh nhảy ma quỷ. Lâm, lối đánh vô cùng hung tợn, phóng xe qua, quyết bắt ma ngay. Nhưng kỳ thánh nổi tiếng với lối chơi miên lý tàng châm ông nhẹ nhàng thoái pháo về bảo vệ chặt quân mã của mình lâm hoành mẫn lập tức đổ chiêu thoái pháo lộ 8 ý định truyền làn để tấn công đã thấy rõ về phần lý lai quần ông tuân thủ chặt chẽ với chiến lược phản công đường biên thúc tốt lên sau khi lâm hoàn mẫn ăn tốt lên lý phóng xe ăn tốt lại dọa bắt sang tốt lộ 3 tấn công vào mã của bên đỏ nhưng Lâm Hoành Mẫn đánh vô cùng phiêu linh Anh điều pháo sang lộ 2 Phục đoàn dùng xe ăn mã Tất nhiên bẫy này đâu lừa được kỳ thánh Ông nhẹ nhàng mang pháo qua cản lại ngay Một nước đi giải tỏa hết hướng tấn công của đối thủ Bởi vậy Lâm Hoành Mẫn lại phải chạy xe vào lộ 3 Quá buồn cho anh sau khi đã hóa giải được âm mưu của đối thủ Kỳ Thánh ăn tốt dọa bắt mã của đối phương. Lâm Hoành Mẫn ứng phó bằng đoàn thoái mã về cung. Kỳ Thánh thúc trung binh phế tốt đầu, đúng là quá đẳng cấp anh em ơi. Nước cờ này rất sâu, vì đối phương dùng pháo ăn tốt đầu. Kỳ Thánh phóng mã lên bắt chết xe ngay, quá đỉnh cao. Lâm Hoành Mẫn có con xe đúng là quá ham, chẳng có cách nào hơn đành lòng chạy xe qua biên để anh hùng núp. Kỳ thánh nhẹ nhàng thăng xe lên bắt em tốt đầu Lâm Hoành Mẫn đâu dám để mất tốt đầu Thi triển ma năm tấn bảy Kỳ thánh nhận thấy đối phương không làm gì được mình Giờ là lúc tập trung hỏa lực cho mặt trận phản công Bước 1 hùng dũng lao ma lên trung lộ Lâm sợ rằng nếu mình thoái xe ăn tốt Kỳ thánh sẽ lao ma lên lộ 7 Đuổi xe và cướp tiên Tiếp đó phi mã qua lộ 6 để dọa chiếu ngoại tào e rằng mệt mỏi vô cùng vô tận vậy nên anh lao mã lộ chín lên lý lai quần nhanh chóng tấn xe bắt pháo đây là đòn đánh gây khó mục tiêu đuổi pháo ra vị xấu để sau này dễ bể khai thác lâm hoành mẫn cũng chẳng phải dạng vừa đâu lao mã đuổi pháo lại ngay để xem kỳ thánh xử lý ra sao đây sau khi kỳ thánh chạy pháo lâm cũng thăng pháo tuần hà Đối thủ đánh pháo đầu Ấy vậy mà Kỳ thánh lại phế tốt đầu Quả là tư duy khác người Ấy vậy mà Nước này vô cùng hợp lý Vì ở đời Phàm không có bữa ăn nào là miễn phí cả Mục tiêu của kỳ thánh Dụ đối phương ăn tốt đầu lên Để tiện bường Lao ma qua lộ 7 vừa là bắt tốt Tiếp đó lao ma qua lộ 6 Chứ chẳng đùa Quả là hướng tấn công vô cùng lộng gió đứng trước sức ép quá lớn đúng ra lâm hoành mẫn nên pháo 5 tấn 2 thì sức phản công sẽ mạnh hơn nhưng anh có phần hơi tham tốt 5 tấn 1 chỉ đợi có vậy kỳ thánh ma 5 tấn 7 thế công vô cùng hung hãn vậy nên lâm hoành mẫn vội vàng chi sĩ bảo vệ trung lộ của mình đúng như kế hoạch đã vạch ra từ trước kỳ thánh lao mã tấn công ngay theo tư duy thông thường Bên đỏ phải lo mà chạy pháo Ấy vậy mà Lâm Hoành Mẫn định dùng kế Vây ngụy cứu triệu Lao ma lên đánh người Nhưng thật buồn cho anh Kỳ Thánh là fan của thi sĩ Hồ Xuân Hương Chợt nhớ hai câu Xe quá hà chẳng gác bên ông Thiếp thế bí Thiếp liền gảnh sĩ Nước cờ thể hiện đúng tinh thần Của cửu âm chân kinh Lấy nhu thắng cương Khiến Lâm Hoành Mẫn toát mồ hôi nhưng anh cũng là một cao thủ kịp thời bình tĩnh dùng chiêu tốt đầu long trào thủ thúc mạnh lên nhằm thẳng yếu việt mà ra đòn anh em để ý bên đỏ có pháo cần thiết đóng thẳng vào trung lộ cao nhân tất hữu cao nhân trị kỳ thánh nhận rõ mưu không thèm phòng thủ với tốt đầu bình tĩnh thoái xe bắt pháo ngay vấn đề đặt ra bên đỏ có nên gạt tốt ra để chiếu tướng hay không nếu mà cố tình đi như vậy, kỳ thánh đâu ngại, ông chỉ cần nhẹ nhàng xuất tướng, lại dọa bắt mã, trong khi đó vẫn phục đoàn bắt pháo. Mặt khác, mã dọa chiếu ngỏa tàu, bên đỏ của Lâm Hoành Mẫn, nguy nan ngay. Vậy nên, trong thực chiến ban đấu, Lâm tấm xe trầm đáy, quyết bác sĩ, si. kỳ thánh sử chiêu, em đi trong gió, em về trong mây, nhẹ nhàng thoái sĩ. Si. Nhưng nước đi quá tinh tế của thánh cờ Lý Lai Quần. Đúng là khi bị dồn tới bước đường cùng, sức phản kháng sẽ là mạnh mẽ nhất. Lâm Hoành Mẫn quyết định rằng được ăn cả, ngã về mo nhấn thẳng tốt đầu để bắt tượng ngay. Do kỳ thánh đang có quân mã ở vị trí thân thánh, tiện bề tấn công, ông dự tính rằng mình vẫn nhanh hơn đối thủ đúng một chiêu thức, quyết định cần phải tiên hạ thủ vi cường tung đoàn ăn pháo ngay lúc này họ lâm xưng người lại bởi vì anh ăn tượng kỳ thánh lang ma chiếu tướng buộc anh phải xuất tướng tiếp đó họ điều xe qua chiếu để không bị sát cuộc thì họ lâm chỉ còn cách mang pháo ra và ngăn lại thôi khi đó kỳ thánh nhẹ nhàng diệt nốt em mã là bên đỏ hết máu mà thua quay lại với thực chiến ban đấu lâm hoành mẫn chấp nhận lao xi si lên để phòng thủ trước cái đã đúng như câu chàng bảo thiếp thiếp rằng chẳng chịu lý lai quần thi chuyển tuyệt chiêu mã khe sĩ si, gọi đoàn triều tướng lâm đành lòng xuất tướng thần chiêu thời cơ đã đến lý thăng pháo tuần hà để hỏi nước sát buộc lâm phải tấn pháo và ngăn lại ngay lý lai quần nổi tiếng với biển xanh thần toán tử đây chính là lúc Thánh cờ thể hiện khả năng tính toán bá đạo của mình. Bước 1, điều xe qua lộ 4, vừa dọa bắt mã, lại phục đoàn, mã thoái chiều tướng, bắt pháo đầu là đối phương hết vị. Hoặc như mã có thể ăn tượng và chiếu, quá nhiều cách tấn công dành cho bên đen. Lâm đành lòng, lên tượng để chống đỡ. Có lẽ rằng, đó là tất cả những gì anh có thể làm. Kỳ thánh ăn mã một cách ngọt sớt. Nhưng Lâm Hoành Mẫn vẫn không cam chịu, anh lên sĩ và đổi mã. Về phần kỳ tánh, ông Sử Chiêu nhẹ nhàng nhưng nàng vẫn đau, thoái mã chiếu tướng, buộc tướng phải chạy vào, sau đó thăng xe lên bắt nốt em pháo. Cách thức hạ sát quá đỉnh cao. Vậy thì anh em sẽ hỏi, có cách nào để khắc chế biến lên sĩ của bên đen hay không? Mời các bạn tiếp tục theo dõi trận cờ sau giữa yêu đao Trình Tấn Siêu và đại sư Trang Ngọc Đình. Về mặt khai cuộc, trận cờ giữa yêu đao Trình Tấn Siêu và đại sư Trang Ngọc Đình có màn khai cuộc tương tự trận trước. Vì thế, mình sẽ đi khá nhanh. Vẫn là thế trận, trung pháo Tam Binh đối bình phong mã Tam Binh. Bên Trang Ngọc Đình sử dụng phương án liên sĩ. Trình Tấn Siêu cũng lựa chọn cách tấn công pháo 8 tấn 4. Khi mà bên đen lên tượng, đây là điểm mấu chốt Ở chân trước Bên đỏ đi phương án tuần là xe Phương án này không hay Vì để bên đen đấu xe mạnh Trong trận đấu này Trình Tấn Siêu lựa chọn lối hoành xe lộ 9 Còn bên đại sư Trang Ngọc Đình Vẫn lựa chọn phản công đường biên Trình Tấn Siêu đánh vô cùng thực dụng Pháo ăn qua tốt Lại mở đường C9-8 Cướp lộ đẹp Đại sư Trang Ngọc Đình Dồn toàn lực phản công dữ dội Và đồng biên Giống hệt cái cách mà kỳ thánh Lý Lai Quẩn Đã từng sử dụng Nếu lúc này Trình Tuấn Siêu ăn tốt lên Đó là điều mà Trang Ngọc Đình muốn nhất Vì anh ta Sẽ cơ động lộ xe Lại dọa bắt nốt tốt lộ 3 của bên đỏ Khi đó bên đỏ lên tượng Để giữ Anh ta điều pháo qua phong trận ngay Bên đỏ sẽ khó đi Còn như bên đỏ thăng xe lên để giữ tốt anh ta bình pháo 10 đấu C. Dù rằng đi sau, hình cờ của bên hậu rất đẹp. Với đẳng cấp của mình, Trình Tấn Siêu nhận biết rõ điều đó. Ở trong thực chiến ban đấu, anh rất quả quyết xe chiến mình 8 đuổi pháo ngay. Rõ ràng là ăn tốt xe chậm. Vậy nên Trang Ngọc Đình tấn pháo tuần hà cho ma dư. Thông thường mọi người sẽ nghĩ trong hình này Trình Tấn Siêu sẽ ăn tốt biên lên. Nhưng anh luôn có lối đánh khác người với nước cờ pháo 5 bình 7 là thể theo mục đích đó. Nước cờ này đưa trận đấu và lối chơi đôi công xô sát. Ai cao thủ hơn sẽ giành chiến thắng. Điều này khiến Trang Ngọc Đình có phần Camarun vì anh ta hoàn toàn có thể ăn thẳng tốt xuống tấn công trực diện và em ma ngay lập tức. Ấy vậy mà anh lại quá cầu toàn bình pháo 10 đấu. Trong đánh cờ cũng như trong cuộc sống đôi khi cầu toàn quá cũng chưa chắc đa hay bình thường mọi người sẽ nghĩ trình tấn siêu hoàn toàn có thể đấu xe sau khi đối phương ăn ma về sẽ điều xe qua để đổi mã rõ ràng đen không thể đi mã quỷ vì bị pháo hỏi cùng ngay còn như đen tấn tốt bắt mã mã đỏ thoái lui bên đỏ vẫn dễ chơi hơn nhiều nhưng cái cách tư duy của trình tấn siêu rất đặc biệt anh đánh nước cờ quả nào rượu hơn không vội đấu xe phế tốt lộ 7 ngay thế mới đẳng cấp và đầy ma mị căn bản bên đen có ba hướng để tư duy như trong mình hướng thứ nhất đó là ăn tốt qua sông hướng thứ hai ăn tốt bên xuống hướng thứ ba là đấu xe phương án số một đen ăn tốt qua đây là phương án yếu nhất đỏ có tuyệt chiêu vật pháo lên mã lại đuổi con mã còn lại Mặt khác, C đang đuổi pháo. Đen có đòn phản nếu cố tình chạy tốt qua để đuổi C. Đỏ lại chạy xe sang lộ 2 và mời đấu. Bên đen vẫn bị thất thế nặng nề. Phương án này không đi được. Về phương án số hai, bên đen ăn tốt xuống, tấn công trực diện và má biên của bên đỏ. Đỏ vẫn hùng dũng đưa tốt qua sông. Dùng pháo đuổi mã, tốt lại đuổi pháo. Đen cố tình mà ăn mã. Đỏ vật pháo lên mã Đuổi con mã còn lại Xe đuổi pháo Bên đỏ vẫn ưu thế lớn Quay lại với thực chiến ban đấu Cha Ngọc Đình chấp nhận phương án ăn xe ngay Sau khi Trình Tấn Siêu thoái mã về Cha Ngọc Đình ăn thẳng tốt xuống Tấn công và lộ mã Với bản tính ưa đối công Trình Tấn Siêu đâu ngại Anh phi thẳng tốt qua sông Đe dọa trực tiếp và lộ mã 3 và lộ pháo 2 của đối phương có thể thấy quân pháo của đỏ đánh đúng vào yết hầu của bên đen. Trang Ngọc Đình dính đoạn hiểm chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán. Anh ăn tốt xuống mã là quá chậm vì pháo đỏ diệt mã anh. Khi đó khả năng mất thêm một cây nữa và dễ thua về tàn. Vậy nên phải tiêu diệt ngay con tốt qua sông mới là thượng sách. Trong thế trận trung pháo tam binh, các bạn để ý con mã biên là điểm yếu nhất. Nếu xử lý được nó thì rất dễ thắng trong tương lai. Trình Tấn Siêu lao ma lên chính là nước cờ bước ngoặt của trận đấu. Vì đang dọa bắt nốt quân pháo. Vậy nên Trang Ngọc Đỉnh đu pháo quá hả dọa bắt vào tốt đầu. Trình Tấn Siêu vô cùng bình tĩnh triển khai lộ mã bảo vệ trung minh. Trang Ngọc Đình giờ đây mới có chút thành thôi, phi tượng lên làm dày trung lộ. Những tưởng là sau nước đi này sân nhà của anh tạm thời yên ổn ấy vậy mà không phải trình tấn siêu đánh ra nước cờ cao như là software sống chạy xe qua đường hai chuẩn bị tấn công vào pháo và mã của đối phương nhìn thấy bị mất quân mà không biết đỡ sao cho hợp lý trang ngọc đình đành thoái pháo và phòng thủ đúng như kế hoạch trình tấn siêu tấn xe bắt đôi cây Trang Ngọc Đình thoái pháo về và chấp nhận mân ma. Quân ma quá ngọt nước, nhưng Trình Tấn Siêu nếu tham, đối thủ lao ma lên, dọa dùng pháo bắt xe, vậy thì bao công chăn dắt sẽ trở nên vô nghĩa. Không phải bung dưng anh được người đời phong cho là giang hồ đệ nhất yêu đao. Giờ đây ma đao đã nhập vào người, tiếp tục tung ra đoàn đánh siêu khủng, phi mã lên tâm. Đồng thời dùng pháo đuổi mã lộ 3 Trang Ngọc Đình thầm nghĩ Mình có nên lao mã lên trăng Khi ấy họ phóng mã qua lộ 6 Dọa chiếu ngoả tàu và bắt pháo của mình Mình mang pháo qua ngăn lại Họ dùng xe ăn mã lộ 7 ngay Vì mình ăn xe Họ lăng mắt chiếu Bụng mình phải xuất tướng Và họ bắt nốt quân xe của mình Cơ hồ vẫn là mất cây Đúng là đòn lao mã lên ngũ cao không tưởng Trong thực chiến văn đấu Trang Ngọc Đình đã tính ra những đòn đó Anh tung chiêu, tấn tốt và đuổi mã Những tưởng có thể ngăn được bước chân của yêu đao Nhưng trận này trình tấn siêu Thần cờ đế thích đã nhập vô người Ăn ma ngay Lại đuổi mã lộ bảy của Trang Ngọc Đình Bên đen có hai phương án Phương án số 1 Lao ma lên để đuổi pháo Phương án số 2 Dùng tốt ăn ma ngay nếu như ăn ma ngay Trình Tuấn Siêu bắt mã tiếp tục mời đầu pháo Sau khi đầu pháo Trình Tuấn Siêu dùng mã ăn nốt tốt Khi đó bên đỏ hơn quân Thế cờ đẹp và giành chiến thắng Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Thực chiến ban đấu Trang Ngọc Đình lao mã lên và đuổi pháo Nhưng tưởng là nước hay Vì kiểu gì cũng bắt lại pháo Anh em để ý Bên đỏ mà chạy pháo Lỡ ngỡ là mất xe ngay đi xong nước này Cha Ngọc Đình mở mày mở mặt Trình Tấn Siêu là một con người đặc biệt Đôi khi anh có thể thua những kỳ thủ dưới cơ Nhưng khi đã tỏa sáng Thì chẳng khác gì mặt trời chính ngọ Hôm nay chính là một ngày như thế Trình Tấn Siêu đánh như lên đồng Dùng mã thì luộc em tựa ngay Đòn phế mã khiến đất bằng dậy sóng Quá ghê gớm Đúng và quỷ khóc thần thét Xem những đòn đánh như vậy Thấy sướng hết cả người anh em ạ à. Đúng là phê như con tê tê Trang Ngọc Đình phải làm sao đây Nếu anh ta ăn tượng lên Đỏ phi pháo chiếu Sát cục luôn Vậy nên chỉ có cách duy nhất Ăn ma lên thôi Tiếp theo đây lại là nước cờ thân thánh Trình tấn siêu phi xe ăn tượng Đúng là đòn Nhét xe vào mồm Bắt Trang Ngọc Đình phải ăn quá hay anh em ạ à. Cha Ngọc Đình như chết lặng Vì anh An C Pháo cắm đáy sát cục luôn Vậy nên anh phải chạy pháo vào Để ngăn lại Trình Tấn Siêu nhẹ nhàng ăn tốt Các bạn có thể thấy Hai quân pháo của bên đỏ đang rất lộng Định rằng sẽ đánh đòn Pháo lồng hương yên chú danh Vậy nên Trang Ngọc Đình không dám Lao mắc qua để tấn công Vội vàng phi xe lên Và đuổi pháo Nhận thấy cơ của mình đã hơn quá nhiều, Trình Tấn Siêu ăn mã ngay. Sau khi Trang Ngọc Đình ăn pháo, Trình Tấn Siêu nhẹ nhàng lên tượng. Vậy là một bên còn C pháo mã lại có đôi tốt quá mạnh, trong khi đó Trang Ngọc Đình chỉ còn C và hai pháo. Đồng thời, què đôi tượng cơ hồ không có gì để chống đỡ. Anh chấp nhận buông đao cho đời đỡ khổ. Nhớ cho mình xin một like nhé cảm ơn anh em nhiều